Hello, xin chào mọi người. Như video trước mình đã chia sẻ cho các bạn là đây là cái ống bơ mình tự chế để mang ra ngoài đồng làm đấy. Và cái bạt mình đã căng thành như này nha các bạn. Đấy. Các bạn thấy không? Mình đã căng bạt làm luống để phủ cho nó cỏ khỏi mọc đấy. Và bây giờ mình sẽ dùng cái ống bơ này. Mình khoét lỗ. Tức mình ấn lỗ như này này để cho nó thành một cái hố để mình trồng cây ở đây. Mình trồng dưa nha các bạn. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Mình trồng hố trồng dưa đấy. Hai, tầm 40 phân một cây. Mình cứ ấn mạnh nó xuống phát là nó thành cái hố nha các bạn. Bạn thấy không? Đấy. Tự sáng chế ra nữa. Rất là đơn giản thôi mà. Và mình đi đục những cái lỗ như này để mình trồng cây dưa hoặc là cà rồi rau cải bắp hay là cái gì cũng được. Mình chỉ trồng ở cái chỗ này thôi. Và cái này nó rất là tiện dụng và lại không mất tiền mua nhé. Vì cái ống bò sữa của trẻ em ấy và của người lớn ống bò thải vứt đi đấy. Cái này cho mình để làm một vận dụng cho nhà lông rất là bổ ích. Dùng sức một tí thôi, ấn nó xuống thế là nó sẽ đứt. Mút thế. Rất là nhanh đấy các bạn. Đây là mình đục hai hàng hai bên này để mình trồng dưa chuột. Còn nếu như dưa lê thì mình sẽ đục ở giữa lúa. Còn dưa chuột thì mình giống hai bên nên là mình phải đục ở hai hàng, hai bên cạnh mép. Mình đo được 4 phân rồi, cái này có 3 phân rồi. 35 phân. Cây các cây nó là 40 phân. Tí nữa đi nhặt cái đấy mình vứt đi. Mình tí nữa nhặt cái này ra. Không chịu đứt hết nữa.
các bạn xem video đã thấy không? Có ai làm, ai chia sẻ cái cách làm như này cho các bạn xem chưa? Thành quả của mình làm đấy. Công việc nhà nông cái này chỉ có đất mới nè, cuốc mới nè, cào đây này, làm lâu rồi nó khác bị méo này các bạn này, vặn nó ra nhé, cái răng này nó yếu ấy, mình ấn xuống đất này nó độ sức mạnh ấy. Xong rồi nó bẻ cái răng nó đi nhé. Này đất nó mềm nên đất nó cứng là mình phải dùng kéo cắt liên tục nhé các bạn, cái răng nó sẽ gãy mất. Cái ống bò này cái độ dày của nó mỏng, cái độ nhôm của nó mỏng ấy, nên ra là nó không được dày nên nó rất là nhanh thành lãi ra. Wow, xong. Các bạn thấy không? Đấy. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem cái công việc của mình hàng ngày của mình ấy. Bây giờ mình nhặt này ra, mình bóp cái đất đi, giờ mình đi rồng đấy nhá các bạn. Cái này là mình phải nhặt nó đi nhá. Nếu nó chưa đứt hết thì mình phải cầm tay mình lôi ra thành những cái hố như này nhá. Thôi mình chia sẻ video của cái đục hố trên bạt núi ni lông của mình đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Các bạn xem mà thấy hay thì cho mình lượt like và chia sẻ để cho mọi người biết đến cách làm của mình. Thô sơ, rất là thô sơ nhé các bạn. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.